Chào các bạn, sau đây xin hướng dẫn các bạn làm bài thực hành W61 để cho tiện theo dõi cả câu hỏi lẫn thao tác trên Word thì mình thu nhỏ cửa sổ lại. Câu hỏi chúng ta sẽ đặt ở bên dưới, còn phần thực hiện chúng ta để bên trên. Bên trên chính là môi trường làm việc của Word. Chúng ta thực hiện lần lượt từng câu một. Câu 1 là tạo ra một tập Word mới. Đây chính là tập Word mới trắng tinh. Đặt tên, tức là chúng ta phải lưu tên. Nên mình để trên desktop cho nó tiện. Đấy. Theo quy tắc mã bài là W61. Lớp thì các bạn cho một cái quy KT 60 DH là mã sinh viên đấy, và có thể các bạn đánh thêm cả tên mình vào để cho nó dễ theo dõi, Trần Văn An chẳng hạn. Save vào. Người ta bảo nhập nội dung vào sau, vào tài liệu như hình 1, thì có nghĩa là chúng ta gõ cái khung này, người ta chỉ cho biết cái phần nội dung chứ không phải ta vẽ cái khung ra. Thì các bạn gõ nội dung vào chương 1 chấm tổng quan về MS Word 2010. Đấy, chúng ta đã gõ xong cái phần nội dung ở hình 1. Người ta yêu cầu cái gì chúng ta gõ cái đấy. Cái nội dung hình 1 chúng ta đã gõ xong. Cái chỗ nào mà nó không có chữ hoa đầu câu thì chúng ta có thể bôi đen, chúng ta chọn change the case, chúng ta chọn sentence case. Tức là sentence case là chữ hoa ký tự đầu tiên, còn nếu mà lower case là viết thường hết, còn upper case là viết hoa hết. Còn capitalize equals là chúng ta viết hoa mỗi ký tự đầu tiên của tất cả các từ, còn toggle case là viết thường ký tự đầu tiên còn lại viết hoa hết. Cái chương này của chúng ta cũng viết hoa đầu câu rồi, thì đấy là ta đã xong cái câu thứ nhất, là người ta bảo nhập nội dung hình 1 này, chúng ta nhập như thế này. Bây giờ chúng ta sang câu 2. Câu 2 người ta bảo áp dụng style heading 1 cho các dòng chương 1, chương 2. Chúng ta bôi đen, chúng ta chọn heading 1. Chúng ta bôi đen, ta chọn heading 1 cho chương 2. Áp dụng style heading 2 cho các dòng còn lại. Ta bôi đen, ta chọn heading 2. Ta bôi đen, ta chọn heading 2. Thế đã xong. Đánh numbering cho các mục trong từng chương 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3. Thì ở đây chúng ta xem đâu là 1.1, 1.2. Người ta bôi đen cái này là sẽ là bắt đầu là 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Thì chúng ta bôi đen này, ta vào trong cái phần numbering. Trong numbering này các bạn chọn đánh số. Chúng ta sẽ chọn một cái đánh số 1. Đây. Thế sau đó chúng ta muốn để nó thêm được như là 1.1, 1.2 như thế này thì các bạn lại phải vào cái phần numbering. Các bạn chọn Define New Number Format và các bạn thêm số 1 đằng trước chấm. Nhớ là nó cùng số 1 thì thêm đằng trước, nhưng các số sinh tự động ở đằng sau thì chúng ta phải thêm vào đằng trước. Còn nếu bạn muốn là đằng trước tự động chạy số, còn đằng sau thì giữ nguyên, thì các bạn xem số 1 đằng sau. Thì chúng ta đã xong được cái phần dưới chương 1. Bây giờ dưới chương 2 ta cũng bôi đen, ta vào ta chọn một cái số đấy, sau đó chúng ta vào Define New Number Format
ta chọn cái số 2 đằng trước, ta chèn số 2 đằng trước chấm, thì bây giờ sẽ là 2.1, 2.2, 2.3. Đấy, ta đã xong. Tiếp đến là định dạng phông Times New Roman size 14, line spacing là 1,15, spacing before after là 6 cho toàn bộ văn bản. Thì các bạn bấm Ctrl A. Ctrl A là chọn toàn bộ nên văn bản nó tạo mới có chỗ này thôi. Sau đó chúng ta vào, ta chọn đúng phông là Times New Roman, size là 14, line spacing là 1,15. Thì các bạn kích luôn vào cái paragraph này nó đủ hơn này. Nó có line spacing này, line spacing, nó có after before này. Thì trong cái này chúng ta không có số 1,15 thì các bạn gõ ở bên này 1,15. Thì khi mà bạn gõ các cái giá trị lẻ thì cái này nó tự động chuyển sang multiple. Còn nếu mà bạn đã chọn sẵn thì nó có single 1,5 line double unit. Ở đây chúng ta là giá trị không phải những cái trên thì các bạn sẽ chọn là multiple, hoặc bạn cứ gõ vào đây cái số lẻ nó tự động nhảy sang multiple. Nếu còn after và before là 66 thì chúng ta kích vào, kích cái mũi tên lên xuống nó tự động nó điền cho nó phù hợp. Nếu không bạn có thể gõ trực tiếp vào. Ok, thì chúng ta đã xong cái phần ý cuối cùng của câu 2. Ý cuối cùng của câu 2 tức là ý thứ tư ấy. Bây giờ chúng ta sang câu số 3. Câu số 3 là chèn thêm một trang trắng vào đầu tài liệu. Bây giờ đứng ở đây, đứng ngay sát đây này. Chúng ta chèn trên trắng có hai cách. Một là chúng ta bấm Ctrl Enter. Hai là chúng ta vào Insert, chúng ta chọn Blank Page. Đấy. Đấy, Blank Page đây. Thì chúng ta nhìn thấy chúng ta có hai trang trắng này. Zoom ra là hai trang trắng nhá. Còn cách thứ hai là chúng ta đứng ở đây, chúng ta bấm Ctrl Enter. Đấy, cũng tạo ra một trang trắng. Nhập cụm từ mục lục. Đấy, các bạn nhập cụm từ mục lục cho trang đầu tiên. Đấy, trang đầu tiên đây, chúng ta Shift F3 để cho nó viết hoa hết. Căn giữa cho đoạn cho từ vừa nhập thì vào home, thì trong cái phần alignment này chúng ta chọn là căn giữa. Đấy, hoặc là tương đương với bấm Ctrl E. Rồi. Enter xuống dòng. Cái dòng thứ hai thì ta để căn sang bên trái hoặc là chọn Rectify. Người ta bảo tạo table content kiểu distinctive. Đấy, và tab leader là 3 chấm. Show level là 2 mức vào trang mục lục. Thế thì ta đứng ở ngay sau cái chữ mục lục là chúng ta vào References. Trong References các bạn chọn Table Contents. Đấy. Các bạn chọn Custom Table Content. Đấy, các bạn chọn đúng kiểu format là distinctive. Đấy, distinctive. Show level là 2 mức. Tab leader là chấm chấm. Đấy, xong đó ta đã chèn xong mục lục. Đấy, các bạn nhìn thấy ta đã có cái mục lục nó giống như thế này, nhưng mà đây là mục lục, còn đây mới là nội dung. Đấy, mục lục được tạo ra tham chiếu từ các heading. Thế bây giờ người ta bảo câu là nhập nội dung vào sau mục 1.1, cách mở như hình 2, sau mục 1.1 này. Chúng ta đứng ở đây, ta bấm Enter thì nó vẫn đứng ở bên dưới của cái 1.1 này. Cái này của ta là ta thiếu dấu chấm nhá. Đây ta ấn luôn lại, nếu mà nó đúng ra thì nó phải 1.1 chấm. Người ta thêm cái dấu chấm đằng sau số 1 này. Đấy. Ở bên dưới này cũng thế. Undo đi. Nếu mà nó hơi giãn ra như thế này ý, thì các bạn do cái dấu tab thôi. Tạo một cái nó sát vào. Chỗ này cũng thế, rồi chúng ta là phải có dấu chấm đằng sau.
Đằng sau này nó có thêm một dấu chấm. Đấy, nếu mà nó tát quá thì chúng ta đặt thêm một cái dấu tát và nó tự tự động nó thu lại. Đến đây rồi thì chúng ta bấm Enter này. Rồi, Enter thì gõ nội dung như hình 2. Đây. 1.1 là người ta đã có sẵn bảng chỉ chèn từ 1.1.1. Đấy này, 1.1.1 chấm mở chương trình Microsoft Word 2010. 1.1.2 là giao diện MS Word. Không 1.3 là ribbon. 1.4 là giao diện backstage view. 1.5 không có mà nó sẽ sang là chỉ có 1.4 thôi. Đấy. Thì có nghĩa là cái 2 là nó có sẵn rồi, 1.2 có sẵn thì ta chỉ đánh gõ chỗ này. Thì đấy là đánh xong cái nội dung hình 2. Đấy. Ý cuối cùng của cô 3 là nhập nội dung thì chúng ta đã nhập xong nội dung này. Nếu mà chúng ta muốn là nó thụt vào so với cái 1.1 thì chúng ta nó kích vào cái increase in. Không được. Như thế thì chúng ta phải cầm này ta kéo đi thôi. Để cho nó thụt vào một tí. Rồi. Còn nếu mà bạn mà kích bây giờ nó đang là đánh dấu hoa thị ấy mà chúng ta lại đánh kích vào increase thì là chúng ta tăng cấp của nó lên nó thành 1.1.1.1. Ừ. Bây giờ sang câu số 4. Định dạng style heading 3 cho các nội dung vừa nhập ở cấp độ 3 và đánh numbering theo mẫu. Thì đây là numbering của chúng ta nó đã tự tạo ra đúng rồi, còn nếu không thì các bạn phải vào đây xong bạn đánh thêm 1.1 vào nữa. Ví dụ nếu mà nó không đúng ấy thì chúng ta vẫn chọn chỗ này và ta sinh thêm hai số còn lại, ví dụ như này. Chẳng may nó như thế này thì các bạn vào đây bạn chọn define và nó là bắt đầu đều xuất phát từ 1.1 thì ta cho cái 1.1 chấm vào đây. Còn đằng sau này, số 1 nó tự sinh. Đấy, thì đấy là cái trường hợp mà các bạn chưa đánh số, bạn muốn đánh lại số. Thì vì hai cái số đầu chúng ta nó giữ nguyên. Cho nên là cái trong cái define new number format này này. Nó sẽ hiểu là à cái đằng trước này là cố định, còn cái số mà nó bôi màu hơi xám xám này là nó tự sinh. Xong thì bạn kéo nó nuôi vào một tí để cho nó là cấp thứ ba, ý người ta nói là cấp độ 3 cho nên nó sẽ lùi giật vào một chút so với lề. Sau đó người ta bảo chuyển nội dung chương 2 sang đầu một trang mới thì ta đứng ở đây ta bấm Ctrl Enter đấy. Xong đó người ta bảo thiết lập show level của table content là 3. Đấy, xong rồi update lại cái table content. Thế thì chúng ta lên trên này. Người ta muốn hiểu cấp độ 3 thì chúng ta vào reference chúng ta chọn là table content và chúng ta chọn custom table content. Bạn kích vào show level 3 lên. Nó hỏi bạn có muốn thay thế lại vào cái vị trí bảng để chọn không, bạn ok. Nhưng nó kích update lại entire. Tại sao nó không ra được cái cấp độ 3 nhỉ? Ta kiểm tra lại. Cấp độ 3 rồi. À. Quên, chúng ta phải chọn cái phần heading 2. Quên quên còn cái heading 3 cho cái phần vừa nhập. Ta phải bôi đen cái này.
ra vào home ta chọn heading 3. Đấy, sau đó thì này nó mất số thì ta phải lại chọn lại số này. Đằng sau cũng có chấm. Những cái nào mà nó không phải màu xám mà nó là cố định. À, ta nùi vào một cấp đi. Đấy, xong bây giờ ta mới quay lại cái này. Ta chọn này là reference, chúng ta chọn là cấp độ 3. Rồi ok rồi. Đấy. Còn nếu mà bạn mà không nó mà không mấy mà vừa nó chưa xuất hiện thì chúng ta có thể update, thì ta đã thiết lập trước rồi. Thì nó tự thêm cho chúng ta cái cấp độ 3 vào đây, tức là cái được tạo ra bởi heading 3. Đấy, thì nó có hai, chúng ta show level lên thì nó cũng ra, hoặc thứ hai là kích update table để nó cập nhật vào. Vì mình đã làm trước nhưng mình lại chưa tạo cái này thì mình phải update, còn mình đã tạo cái này rồi mình vào đây thiết lập thì nó sẽ phải hiện lên. Thì đấy là cái người ta thể hiện cái cách để chúng ta hiển thị được cái heading 3 ở đây. Câu số 6, tắt chức năng kiểm tra chính tả và ngữ pháp cho văn bản. Chức năng kiểm tra chính tả thì chúng ta vào file, chúng ta chọn option. Để chúng ta chọn proofing, để chúng ta có những cái nào được trích ở trong when correcting spelling and grammar in Word này. Thì nếu mà cái nào là tích thì nó sẽ kiểm tra ngữ pháp chính tả rồi là từ vựng. Đấy. Tần suất xuất hiện của những cái ảnh hưởng của những cái cụm từ mà nó bị sai, hoặc là kiểm tra cả ngữ khác ngữ pháp khi mà soát chính tả. Thế thì nếu mà ở đây có nghĩa là người ta bảo các bạn phải bỏ tắt nó đi, tức là không được chọn cái nào cả. Tạo auto correct sao cho khi gõ từ MS Word sẽ thay bằng MS, tức là sao cho khi gõ MS Word sẽ thay thế MS bằng Microsoft. Nên là chúng ta vào file, chúng ta chọn option này. Trong cái proofing các bạn chọn autocorrect options, các bạn đánh chữ MS thì bạn thay bằng chữ Microsoft. Ok là nữa. Thì đến bây giờ chúng ta đứng đây mà cứ đánh MS cách chấm thì nó ra Microsoft MS chấm, MS cách chấm. Thì ý ở đây là nó thay một cụm từ này bằng một cụm từ khác. Bật tính năng copy to line first letter of sentence. Thì vào file chúng ta chọn option. Chúng ta chọn cái trong cụm proofing này. Các bạn chọn kích vào auto correct option. Đây, chúng ta bật cái tính năng. Đây, xem lại câu này. Bật tính năng capitalize first letter of sentence option nha. Proofing nha. Auto correct option nha. Bật cái tính năng tích chọn vào capitalize first letter of sentence. Ok. Bật tính năng automatic number list. Thế thì bật tính năng này cũng vẫn vào file. Chọn option. Chọn proofing. Chọn auto correct options. Chúng ta đi tìm, bình thường nó ở bên này, auto correct. Các bạn chọn vào auto format. Các bạn tích chọn vào từ automatic bulleted list. Tức là bình thường nếu mà nó bỏ chọn thì người ta bảo bài là bật. Nếu mà đã bật rồi thì thôi. Còn chưa thì ý người ta yêu cầu các bạn phải bật lên. Bật thì chọn automatic bulleted list. Đấy, ok. Đã xong. Câu số 5 xong, bây giờ xong câu số 6. Nhập nội dung bắt đầu từ dòng 2 của hình. Đấy, dòng 2 của hình vào sau đoạn văn bản 1.1.1. Tức là chúng ta lên đây. Đấy, sau 1.1 này chúng ta đây bấm Enter để xuống dòng. Bắt đầu các bạn gõ cái hình số số 3 này.
Đấy, hình số 3 người ta bảo các bạn gõ vào đây. Đứng sau cái chỗ 1.1.1 mở chương trình Microsoft Word 2010. Các bạn gõ có nhiều cách thức để mở. Đấy, các bạn nhìn thấy mình vẫn cứ gõ này, nhưng mà nhiều lúc tắt đi để cho các bạn đỡ phải chờ lâu, để các bạn chủ yếu là biết cách làm program của hệ điều hành Windows qua các bước. Thứ nhất là một là trên thanh tab 3 của Windows chọn nút start, nhấn tiếp vào ô program program 1 danh sách các ứng dụng đã được cài đặt sẽ xuất hiện. Chấm 2 là tìm tìm và nhấn nhấp chuột trái vào mục Microsoft Office. 3 là nhấn tiếp nhấp tiếp chuột trái vào mục Microsoft Word 2010 chương trình MS Word 2010 sẽ được mở và một tài liệu trống xuất hiện. Đấy là cái xong rồi, đến đây chúng ta không muốn đánh cái bullet nữa thì chúng ta bấm phím backspace để nó xóa đi. Đấy, đánh sát lề chúng ta gõ cách 2, cách 2 2 chấm nhấp chuột nhấp shortcut các tin liền trên màn hình nền, người ta gọi màn hình đó chính là màn hình desktop của Windows chấm xuống dòng tab một cái, nếu chương trình bấm phím tab một cái để nó lùi vào, nếu không tí thì chúng ta chọn first line. Vừa lấy chúng ta đánh cái từ MS xong rồi chúng ta bấm cách chấm nó tự thêm vào chữ Microsoft mà chúng ta không muốn thì chúng ta bấm Ctrl Z nó không điền tự động. 2010 đã được cài đặt trên máy tính phải thông thường ta sẽ tạo ra một biểu tượng shortcut trên màn hình desktop khi ta nhấp đúp chuột trái vào shortcut đó. Chương trình MS Ctrl Z để nó không đánh cái chữ, nó thêm chữ shop vào để ta giữ nguyên cái nội dung văn bản 2010 sẽ được mở ra. Đấy, đấy là chúng ta gõ xong nội dung. Thế xem người ta có yêu cầu gì không thì chúng ta cũng lưu ý cái chữ này này là
đậm này, nhịp chân này. Đấy, trên này cũng là đậm nhịp chân này. Mà cái nội dung này nó cũng phải phông chữ là Times New Roman, cỡ chữ 14. Rồi, xem văn bản người ta có giãn đều hai bên không. Có, thì chúng ta cũng phải giãn đều hai bên. Justify này. Đấy, để cho nó giãn đều, đây là nhìn ở chỗ trên này chúng ta thấy nó sẽ đều hai bên. Để có điều lề giấy thì chúng ta không chuẩn, với lề người ta thì nó không giống thôi. Những cái từ nào viết hoa thì đậm thì chúng ta cũng đậm vào. Desktop này cũng thế, desktop. Rồi, câu số 8, tạo một comment cho cụm từ mở chương trình. Cụm từ mở chương trình với nội dung khởi động chương trình Word. Không biết là cái cụm từ là mở chương trình này nè. Đây, mở chương trình này. Chúng ta vào review, chúng ta chọn new comment. Người ta gõ vào chữ là khởi động chương trình Microsoft Word. Rồi. Thiết lập show markup. Show markup này cho phép xem comment ở chế độ inline. Thì chúng ta vào đang ở trong cái tab review này. Chúng ta thấy có cái biểu tượng ghi là show markup. Cái markup này thì các bạn sẽ chọn đúng như yêu cầu là chúng ta chọn chế độ inline. Đây. Show on division inline. Đây, inline thì nó sẽ xuất hiện đây và khi bạn kích vào. Thì bình thường là nếu mà inline này thì nó sẽ xuất hiện ở chỗ cái bên 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 trái này. Sao đây nó lại không không xuất hiện ra? Và kiểm tra lại xem nào. Review inline. Kích vào comment đã, kích vào comment này. Ở đây đây đây, cái nó phải có cái gì bị review in pen, thì đây là chính là các cái inline của comment. Nếu không kích này thì nó biến mất cái gì review in pen. Rồi bây giờ tạo footnote cho cụm từ Microsoft Word ở mục 1.1.1. Mục 1.1.1 có từ Microsoft Word hay bôi đen cái này. Này, cho cụm từ Microsoft Word ở mục 1.1 thì chúng ta bôi đen, chúng ta vào References, chúng ta chọn Input, Insert Footnote và các bạn đánh cái từ với nội dung là chương trình soạn thảo văn bản nằm trong bộ Microsoft Office của hãng Microsoft. Rồi, đấy là cái nội dung người ta bảo bạn gõ. Tiếp tục tạo hyperlink cho cụm từ một tài liệu chấm xuất hiện. Một tài liệu chấm xuất hiện. Đây. Một tài liệu chấm xuất hiện. Chúng ta vào Insert, chúng ta chọn Hyperlink. Nhưng đây là Hyperlink kiểu gì thì chúng ta phải đọc kỹ lại. Hyperlink cho cụm từ cho phép mở một tài liệu Word mới thì có nghĩa là ở đây là create new document. Các bạn kích vào create new document. Đấy. Thì bạn cho phép là mở một tài liệu mới sau đó hay mở ngay thì khi nào soạn thảo, tức là sẽ soạn thảo sau đó hoặc là soạn thảo ngay nhưng phải có tên mà. Thì các bạn lấy một cái tên là
Ok, thì khi đó chúng ta kích vào nó sẽ xuất hiện cái tài liệu mới này nha. Ta kích lại này, giữ căn châu kích vào, nó mở một tài liệu mới ra, có tên là tài liệu mới tùy theo cách bạn đặt tên. Nếu mà bạn không cho tên vào thì nó liệt, nên bắt buộc phải cho tên vào thì lúc đấy nó mới cho ok. Rồi câu số 9 là thay đổi thuộc tính outer của tài liệu là tên của bạn. Thì chúng ta cái này là cái thay đổi tài liệu nó học ngay bài đầu tiên. Chúng ta vào file, chúng ta chọn property. Trong property các bạn chọn advanced properties. Các bạn chọn summary thì nó mới xuất hiện cái outer này, các bạn gõ tên bạn vào như là Trần Văn An. Đấy. Title, người ta bảo title, đây title nó cũng nằm ở đây rồi. Thì thuộc tính title của tài liệu là giáo trình Microsoft Word 2010. Giáo trình Microsoft Word 2010. Đấy, còn những cái khác người ta không nói năng gì chúng ta bỏ qua. Ta ok. Đấy, ta quay về. Tạo watermark cho tài liệu kiểu do not copy one. Thì chúng ta vào đi design này. Trong cái tab design này, các bạn chọn vào cái nhóm ở bên dưới background, các bạn chọn watermark. Đấy. Trong cái watermark này người ta bảo các bạn là kiểu do not copy one. Đây, do not copy one, tôi cứ mãi nhìn ở đây nhưng không có chữ one, mà đây nó ghi là do not copy one. Đấy, thì chúng ta nhìn thấy nó xuất hiện các cái gầm chữ chìm ở đây. Đặt mật khẩu mở tài liệu với password là 13. Thì mật khẩu mở tài liệu chính là encrypt with password, tức là các bạn vào tab file, các bạn chọn document, protect document, các bạn chọn là encrypt with password. Đấy, mật khẩu các bạn gõ là 123, gõ lại 123. Đã xong. Nếu mà khi đã đặt mật khẩu thì cái này nó được màu cam lên, báo hiệu là bạn đang sử dụng một mật khẩu để mở tài liệu ra. Đây này, a password is required to open this document. Câu 10, hạn chế thay đổi định dạng cho tài liệu. Hạn chế thay đổi định dạng tài liệu là chúng ta cũng vào file, chúng ta chọn protect document. Nhưng nó có cái phần thứ ba này, reject editing. Reject là hạn chế, editing là biên soạn. Thì ở đây người ta bảo là hạn chế thay đổi định dạng cho tài liệu. Thì các bạn bật nó lên đã. Bật lên thì nó có các cái kiểu reject sau. Thứ nhất là hạn chế định dạng, tức là formatting rejection. Thứ hai là hạn chế biên soạn, là editing rejection. Thế thì vì cái câu này người ta bảo hạn chế thay đổi định dạng cho tài liệu thì bạn tích vào cái limit formatting to selection of style. Đấy là hạn chế định dạng. Sau đó bên dưới này có câu rồi, chúng ta làm luôn. Hạn chế biên tập nội dung, tức là editing, cho tài liệu ngoại trừ đoạn có nhiều cách thức khác nhau. Thế thì muốn để người ta vẫn soạn được cái chỗ cái phần mà có nhiều cách thức khác nhau thì đầu tiên là chúng ta phải bôi đen cái đoạn là có nhiều cách thức khác nhau này. Đấy. Sau đó các bạn vào cái phần di trích. Đấy. Trong cái phần di trích này vì chúng ta có một cái vùng chọn nên nó xuất hiện lên cái dưới này. Ngoại trừ cái tùy chọn, tức là ngoại trừ cái vùng mà bạn bôi đen này ấy, người ta được phép soạn thì ta phải kích vào này nhá. Tức là ngoại trừ cái đoạn này thì bạn phải bôi đen nó, sau đó bạn mới vào đây thì bạn cho phép người ta được phép sửa cái đoạn này. Là tất cả những cái chỗ khác là no change. Đấy, no change. Đấy, sau đó các bạn kích vào Yes. Yes, start enforcing protection. Người ta không bảo đánh mật khẩu thì thôi, chúng ta cứ ok thôi. Thế thì các bạn nhìn thấy này, những cái chỗ này của chúng ta thì chúng ta không sửa được.
Đấy, nhưng riêng cái chỗ này các bạn có thể bôi xóa được, đen ít này. Đấy, nó xóa mất rồi. Undo lại. Nghĩa là trong rất nhiều các cái đoạn này chúng ta được sửa những cái chỗ khác, nhưng riêng cái chỗ đó thì chúng ta không 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 sửa được. Đấy, xong đó người ta bảo là áp dụng phông effect hidden cho đoạn Microsoft, nếu chương trình Microsoft, nếu chương trình, nếu bôi đen cái này, chúng ta ẩn nó đi thì vào home. Nếu mà muốn ẩn đi thì chúng ta phải gỡ chế độ retouch editing, anh nhé, câu này nó phải xuất hiện trước. Bây giờ chúng ta muốn ẩn đi, chúng ta phải vào cái stop protection để nó cho phép chúng ta định dạng. Thì ta vào phông, ta kích vào hidden, hidden đây, ok, thì nó ẩn đi, nó ẩn đi chứ không phải là xóa đi. Muốn hiện ra thì lại bôi cái đoạn mà có chỗ đó, lại vào phông, bỏ tích, chọn hidden, nó lại hiện lên. Đấy, ẩn đi này, vào phông, chọn hidden, ok, nó lại không hết, phải xóa hết cả cái dòng này thì nó mới biến mất cả cái dòng đấy. Đấy, cả cái dấu chấm vào đấy ta không bôi đen nên là nó còn lại chấm thì nó vẫn còn tồn tại một dòng. Còn muốn hủy thì chúng ta chỉ cần nhớ là nó ở trong một cái đoạn nào ở đây thì bôi qua cái đoạn đó, bôi cả trước và sau của nó, rồi vào đây bỏ hẳn cái hidden đi thì chúng ta sẽ hiện lên. Sau đó chúng ta muốn là hạn chế thì chúng ta lại yes, ok, hạn chế, nhìn này không ai. À, khi hạn chế thì nó lại hiện cái này lên. Đấy, stop này. Ta thử ẩn đi xong tâm hạn chế là tại sao? Nếu mà hạn chế thì thằng này nó lại xuất hiện. À không, vừa lấy người ta đem hiện lại rồi. Ta lại yes này. Đấy, thì khi chúng ta hạn chế là cái dòng đấy nó ẩn đi. Những cái hiệu ứng này rất nhiều người ta giấu văn bản ngay trong cái tài liệu của mình mà mình không biết. Đấy, hoặc là chúng ta đưa ra một cái mẹo nào đó, mình giấu đi những cái đoạn cần thiết, nên lúc bạn gọi điện cho nhau cần thì hiện nó lên, còn không thì thôi. Nếu mà cái tài liệu quan trọng ấy thì chúng ta cứ bôi cả văn bản, người ta kích vào, nếu mà nó có báo hiệu một cái dấu hidden ở đó thì chắc chắn là người ta đang giấu tài liệu. Cuối cùng, ý cuối cùng của câu 10 là chúng ta đánh dấu như là đánh dấu tài liệu Mass Air Final. Chúng ta vào Protect Document, chúng ta chọn Mass Air Final. Nó hỏi bạn tài liệu này sẽ được đánh dấu như bản cuối cùng và sau đó xây lại, như lại, tạo OK. Thế thì chúng ta đã làm xong với bài này. Và đây là ảnh kết quả. Ảnh kết quả toàn bộ đây. Có mục lục này, có chữ chìm này. Đấy, có hạn chế biên soạn chỉ cho soạn mỗi vùng này thôi này. Đấy, còn đây là cái phần đây nằm hyperlink này. Đấy, có ẩn một đoạn văn bản đằng sau cách 2i này. Đấy, có password này, những cái nào được chọn thì nó ghi là Mass Air Final hoặc là Protect Document và Retouch Editing. Rồi. Xin chào các bạn.